nhà đã lắp đầy đủ cửa vách. Đây là phần ngoài hiên đây. Đây ô thông phong đây, ô thông phong đục rất là kỹ. Lắp đầy đủ hết rồi. Ba gian đầy đủ hết rồi. Ba gian đầy đủ hết. Này làm thêm hai buồng nữa, chỉ việc gác hoành dui sang là thành ba gian hai buồng thôi. À. Cửa. Đấy. Nhà cao thoáng. Ba gian. Hai vách thuận là lắp đầy đủ hết. Tiền kẻ hậu bảy. Nhà rộng luôn. Gian 2m7. Gian 2m7, lòng 5m, hiên 1m8, rất là rộng rãi. Cột đường kính gần 30. Anh em nhìn nhà cao rộng nhá, anh em nhé. Nhà cao rộng luôn. Nhà làm theo lối giả cổ, phun màu giả cổ luôn. Đấy. Rất là rộng. Cửa đã làm rồi. Cửa làm đầy đủ hết rồi. Nhà nhìn. Đục kẻ truyền con chồng hết. Mười tám cột tất cả. Đã đặt đủ hoành, chưa đặt dui. Anh em xem. Hình tròn hết đi, đục hình tròn nữa nè. Đấy hả, hình tròn đi. À đây. Cái cửa đục là cái hang thôi, cái cửa đục vuông với khách rồi em nhá. Sao? Ông nãy là đến mua ghế à? Không. Bộ này ông bạn này ông anh em mua mình mấy nhỉ? Mình đi chí à? Bộ này á? Ờ. Chín triệu. Bộ này á? Ờ. Vãi lồn ra xong rồi mẹ gỗ nó xấu tiếp rồi phượng rồi nó làm xấu. Bây giờ mang ở đây để sửa hay như nào? Rồi sửa.